Ta đã có một cuộc livestream đông vui náo nhiệt. Đó, cái đó thì các bạn có thể cùng theo dõi trực tiếp tại đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm từng bước để có một cuộc livestream đông vui náo nhiệt. Thì cái này là chỉ nhằm mục đích tham khảo học hỏi, chứ nó không có thể nào giúp các bạn có thể được tăng lượng giờ xem hoặc là tăng được view gì cả. Chỉ là cho mọi người thấy à hôm nay nhà đẹp quá thì chúng ta hãy vào xem thử thế nào thôi. Đây là màn hình Windows của chúng ta. Chúng ta đang mở màn hình Windows lên. Và tôi sử dụng Windows 10. Trước khi livestream á, chúng ta phải đào cái công cụ về. Thì bây giờ tôi sẽ vào cái tôi sẽ vào đào công cụ. Thì các bạn nhìn rõ và tìm hiểu nha, bởi vì tôi sẽ không chia sẻ đường link, tôi sẽ không chia sẻ đường link trong trong phần mô tả đâu. Cái việc chia sẻ đường link trong phần mô tả sẽ rất là nhạy cảm. Thì bây giờ tôi cũng làm cái đường link gọn nhẹ lắm. URL tinyurl tinyurl.com/livestream. Đó, đây là đường link được rút gọn. Sau khi vào thì nó sẽ tự động nó down cái release trên GitHub. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ ấn OK và download về giải nén. Giải nén thì cái file nén nó sẽ nằm trong thư mục và download. Rồi khi đó tôi sẽ để cái thư mục ra ngoài thư mục đó nằm ở đây. Nhưng bây giờ tôi sẽ vào lại Open File. Đây là thư mục tôi vừa giải nén xong và tôi để ra ngoài desktop. Đó. Dạ, xin chào chị Thu Vui Phút Hơi Thở Cuộc Sống. Đó, tôi sẽ để ra ngoài desktop và khi đó tôi sẽ chạy cái file này. Chạy file này thì trước khi mà chạy á, để những có một số bạn sẽ cẩn thận, nó sẽ quét virus và kiểm tra virus. Đó, thì khi đó thì nó sẽ an toàn hơn. Thì bởi vì tôi đào file trên GitHub thì nó sẽ thường là chơi thường thì trên GitHub nó sẽ không có virus, bởi vì đây là một trong những trang nó scan virus này nọ thì nó sẽ rất là an toàn. Đó, thì sau khi download về và chúng ta mở file cứ để ra ngoài desktop, thì bây giờ ta sẽ bắt đầu chạy, thì nó sẽ hiện ra cái màn hình giống giống vậy. Thưa các bạn, chúng ta sẽ nhập cái ID. ID là gì? ID là cái những chữ số phía sau cái video. Để tôi cho quý vị và các bạn xem ID của để cách nào để lấy được cái ID của livestream nha. Sau khi ấn vào cái livestream này thì chúng ta sẽ thấy cái phần ký tự bên này. Đó, giờ có 10 người đang xem đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái này gọi là cái ID đây. Cái này sẽ là gọi là cái ID. Thì chúng ta copy cái ID này và bắt đầu chạy. Copy cái ID trên đây và bắt đầu chạy nha. Các bạn hãy cùng xem cái màn trình diễn ảo thuật và bắt đầu nha. Thì sau khi copy và dán vào đây. Copy thì dán vào thì chúng ta chỉ cần ấn Enter thôi. Ấn Enter. Sau khi ấn Enter thì nó hỏi thread count tức là có bao nhiêu luồng. Tôi muốn nhẹ nhàng tình cảm thì chúng tôi chỉ để 100 thôi. Thì chúng ta hãy cùng xem màn biểu diễn ảo thuật bắt đầu. Sau khi ấn Enter thì điều gì sẽ xảy ra nhé. Enter. Thì trên màn hình sẽ xuất hiện nó đang chạy, thì tôi sẽ vào tôi kiểm tra lại. Trên màn hình nó sẽ nhảy ra các thông số như 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 trên. Như như mọi người đã thấy nha. Nhớ nhớ xem kỹ nha mọi người. Và bây giờ là các bạn chú ý đến cái số lượng người xem nha. Thì khi đó là số lượng người xem sẽ dần dần sẽ tăng lên và
chúng ta đã có một cái buổi trang trí nhà cửa hoành tráng. Xin lưu ý rằng cái này chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, thảo luận công nghệ và học hỏi. Cái công cụ này nó không có công cụ này là không có mang lại giờ gì cho các bạn nha. Thì các bạn chỉ để làm đẹp và để cho nhà cửa nó hoành tráng một tí thôi. Đó, thì tôi cái phần chia sẻ về công cụ livestream chỉ như vậy thôi. Tôi nên khuyên là tuyệt đối không nên chạy cho chính mình, bởi vì nếu mà chạy cho chính mình thì có thể cái địa chỉ IP và một số đường truyền nó sẽ không tốt và nó sẽ không được hiệu quả. Nếu như bạn chạy cho một người nào khác, người idol nào khác thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và đây là chỉ nhằm mục đích tham khảo, nghiên cứu, học hỏi, và chúng ta sẽ thảo luận hơn nhiều về các công cụ để mà giúp cho những YouTuber có cái sự tự tin hơn trong khi livestream. Có lượng fan, có những lượng fan cứng trong quá trình thao tác thì có một số anh chị cũng sẽ rất là lúng túng. Cứ thao tác nhuần nhuyễn thì mình sẽ cảm thấy rất là dễ dàng. Theo mình được biết là anh Kha Nguyễn cũng đã trả lời là mình biết cái này. Dạ, rất là cảm ơn anh Kha Nguyễn đã cùng chia sẻ. Không biết anh Kha Nguyễn có thể lên đây và chia sẻ cái cảm giác, trải nghiệm khi anh dùng thử cái công cụ hỗ trợ livestream thế này không ạ? Chia sẻ cái trải nghiệm của anh.